giờ Hana qua bên sếp từ ngày mình đi từ hôm mình bay là ngày 15 tháng 2, mình tới sếp là ngày 16 tháng 2, hôm nay là ngày 22, và mình ở bên sếp được 6 ngày rồi. Thì bây giờ là mới có thời gian mà ngồi ở nhà để mà trò chuyện cùng mọi người và tư vấn cho mọi người một số cái mà rất là hay ho trong cái việc là mua nhà định cư ở sếp và tính toán cho mọi người về cái việc mà mọi người mua nhà như thế nào cho nó hợp lý. Thì thật ra thì bữa giờ là về Việt Nam là rất là nhiều khách hàng liên hệ với Hana luôn. Thì ngoài cái việc là 2 tháng ở Việt Nam, Hana ăn Tết ở Việt Nam, thì song song đó thì có nhiều khách hàng mới đặt cọc luôn nè, đặt cọc ở Việt Nam trong cái chuyến mà mình về nghỉ Tết là có khách hàng đặt cọc luôn. Thì ngày 28 tháng 2 là sau 6 ngày nữa thì sẽ có khách hàng đi qua bên này, và ngày 15 tháng 3 thì cũng sẽ có một khách hàng khác đi qua bên này. Thì nói chung là lần nào Hana về Việt Nam á, thì đi tư vấn cho mọi người xong rồi sau đó là cũng có anh chị chốt, xong rồi anh chị sang bên này để khảo sát đó. Thì có một việc rất là vui là nếu mà mọi người mà có theo dõi mấy cái video clip mà trước đây Hana đăng á, là giúp khách hàng đi mua nội thất để vô, xong rồi sau đó là giúp khách hàng cho thuê nhà, cho thuê chung cư á, thì có một cái dự án ở thành phố Limassol, đó là dự án Limassol Park, dự án trước mặt luôn. Thực ra thì Hana đang ngồi trên bàn làm việc của mình á, thì có nhiều cái mấy cái brochure này nè, của rất là nhiều dự án, thì rảnh rảnh là mình toàn lấy ra mình đọc để mình xem thử coi là cái location của dự án này rồi á hả, xung quanh đó là nó sẽ quy hoạch cái gì, nó phát triển như thế nào, ra sao á trong tương lai, để mà mình có được nhiều cái thông tin về tất cả những cái dự án nó sẽ điểm mạnh của nó là gì, điểm yếu của nó là gì. Thì thật ra thì do là mình sống ở bên này, đặc biệt cái nữa là mình sinh sống ở thành phố Limassol nên là mình hiểu rất là nhiều cái sự phát triển của thành phố Limassol đó, nên đó là khi mà mình có thông tin về những cái dự án á, thì mình không phải là chỉ có xem qua về cái giá tiền của nó, cái chiều dài chiều rộng của nó như thế nào để mình tư vấn khách hàng để mình bán, mà mình phải xem tất cả những cái chi tiết, cái hiện trạng của nó xây dựng như thế nào, cái thiết kế của nó ra sao, rồi cái khu mà bây giờ nó đang xây cái này á, hiện giờ nó hoang sơ như thế này nhưng mà trong 1-2 năm nữa thì ra sao, thì nó rất là dễ để mà nhìn thấy. Thì ví dụ như là 2 năm trước khi mình đi ngang qua cái chỗ này thì cái hiện trạng của cái chỗ này của 2 năm trước so với thời điểm bây giờ nó thay đổi như thế nào, thì mình sẽ nhìn thấy được cái tương lai 2 năm tới nữa nó sẽ ra sao. Nó có nhiều cái khi mà mình làm trong cái lĩnh vực này mình có kinh nghiệm, thì với lại mình có giống như là cái năng khiếu, với lại mình nói chuyện nhiều với lại người sếp, và thêm cái nữa là mình có rất là nhiều bạn bè là người sếp mà làm trong cái lĩnh vực này luôn đó, nên là thành ra là mọi người ở bên này người ta rất là cảm thấy rất là vui khi mà người ta chia sẻ về cái công việc rồi này kia cho mình á, vì người ta thấy được một cái người mà kiểu nước ngoài mà đang tìm hiểu về cái công việc này, hoặc là có hứng thú, hoặc là đang có triển vọng về công việc này, thì người ta rất là sẵn lòng để người ta chia sẻ cho mình đó. Nên là thành ra hôm nay có nhiều cái thông tin, hoặc là nhiều bạn làm trong cái ngành này cũng là sale luôn này này kia, thì người ta hiểu nhiều á, thì người ta chia sẻ với mình, thì khi mà mình biết được à ngay chỗ này nó đang là xây một cái dự án này, mình tìm hiểu nó, mình có những cái brochure như thế này đó, hay là có nhiều lắm mọi người. Thường á hả, đem về, có nhiều người đem về người ta bứt xóa đó, người ta không coi, chứ Hana thì đem về nhà là rảnh là lấy ra coi coi thử coi là trong tương lai nếu mà khách hàng của mình mua cái dự án này thì khách hàng của mình được gì, mới cái gì, hoặc là tiền của khách hàng mình chôn vào đó thì nó sẽ nằm ở đó luôn, hay là nó có lợi nhuận đó, thì mình nghiên cứu để mà mình tư vấn cho khách hàng. Thì thật ra thì cũng không hay ho gì, nhưng mà do khách hàng của mình rất là thường xuyên nhiều khách hàng đi qua bên này, nên là cứ mỗi lần như vậy khi mình escort khách hàng á, thì mình đi cùng với lại mấy bạn sale bên này, mà mấy bạn sale bên này rất là chuyên nghiệp luôn mọi người ơi, người ta đi học rồi người ta biết nhiều thông tin về ship, mà người ta là người ship nữa đó, nên là hả học hỏi được nhiều thứ lắm, nên là nó cũng có kiểu giúp ích cho cái công việc của Hana rất là nhiều. Thành ra thì Hana mà thành công như bây giờ thì cũng là do là mình chịu khó tìm hiểu á mọi người. Rồi trên cái bàn làm việc của Hana hả, nó nhiều lắm mọi người ơi, không có bỏ cái nào hết á. Đây, nhiều lắm. Nhiều lắm. Đó, không có bỏ cái nào hết. Mà hả, thêm cái Hana là bán cái bất động sản làm thường trú, là bán bất động sản mới, rồi bán bất động sản resell để cho đầu tư, rồi mua nghỉ dưỡng rồi này kia hả, nhiều lắm. Thì một cái tin vui á là có cái tin vui á, là cái căn mà 2 phòng ngủ ở dự án Limassol Park này nè, cái dự án này đó, Limassol Park nè,
nằm gần cái casino của thành phố Limassol á. Mình lúc đó là mình bán cho khách đó giá là 390 mấy ngàn á, cộng VAT các thứ luôn á thì thật khoảng tầm 400 410 mấy ngàn. Thì bốn hình như là 19% VAT thì ra là 400 mấy đó mọi người. Thì do là mua nhà ready case là nhà có sẵn xây xong rồi thì khách hàng nhận bàn giao luôn. Thì thường đó là khi mọi người mua nhà trong cái tiến độ xây dựng thì mọi người sẽ thanh toán tiền theo cái tiến độ xây dựng. Còn nếu mà mọi người mua những cái nhà mà nó đã xây xong rồi á thì sau cái ngày ký hợp đồng 3 tháng, 3 tháng sau ngày ký hợp đồng thì mình phải thanh toán 100%. Thì khi mà khách hàng thanh toán 100% xong thì khách hàng bàn giao cho Hana để Hana nhận bàn giao giùm nè, rồi Hana đi mua nội thất giùm nè, rồi tìm khách để cho thuê giùm. Thì Hana đã tìm khách được rồi và cho thuê với giá 1.700 euro một tháng đó. Thì trộm vía là mình giao cái nhà đó cho công ty người ta quản lý giùm mình, tại thật ra thì Hana cũng rất là thường xuyên đi công tác rồi đi du lịch nữa đó. Mọi người mà theo dõi cái YouTube của Hana là mọi người thấy là Hana ở sân bay nhiều hơn là ở ở ở nhà đúng không đó. Mình đi du lịch hết châu Âu rồi nè, đi Bồ Đào Nha nè, ý đi Tây Ban Nha nè, đi Ý nè, đi Manta nè, đi cái gì nữa, Đức nè, Pháp nè, đó đi nhiều nơi lắm rồi, nên là mình có được nhiều cái trải nghiệm và mình có được cái nhìn kiểu nó rộng ra rồi đó mọi người. Nên là thành ra bây giờ là mỗi lần mà mình đi du lịch ở một cái nước nào đó thì mình cũng cảm thấy là mình mở rộng ra được cái kiến thức. Để thêm cái nữa là khi mình đi du lịch đó nha, là mình rất là chịu khó đi nói chuyện với lại người dân bản địa ở cái nơi mình đến á, thì mình cũng tìm hiểu thêm một số thông tin. Thì khi mình có thông tin rồi á, thì nó cũng giúp ích cho cái công việc của mình, thì mình có sự so sánh ở cái cuộc sống giữa cái nước này với cái cuộc sống giữa cái đảo Síp thì nó có cái hay như thế nào, có cái dở như thế nào, thì nó giúp ích được cho cái công việc của mình đó. Thì mình cho thuê cái căn đó 2 phòng ngủ với giá là 1.700 euro một tháng, thì cái hợp đồng của mình là mỗi tháng ê, 1 năm, hợp đồng của mình là 1 năm đó. Thì cái người thuê nhà người ta cũng thích mình nữa chứ, cái chỗ cái người chủ của cái nhà đó người ta mua xong người ta giao lại cho mình quản lý đó, thì cái chủ nhà đó cũng coi mình như em gái vậy. Bây giờ tới cái người thuê nhà người ta mới nói chuyện với Hana không thôi mà giờ thành kết bạn luôn, hẹn nhau đi uống cà phê rồi này kia, rồi nói chung là kiểu mình cũng cảm thấy rất là happy khi mà mình làm cái công việc này. Thứ nhất là mình tăng thêm cái thu nhập của mình nâng cao cái giá trị của cuộc sống mình lên. Cái thứ hai nữa là mình có rất là nhiều bạn bè từ những cái toàn là những cái người thành công không thôi, có nghĩa là từ những cái lĩnh vực mà người ta làm nó khác nhau nhưng mà chung lại một mối thì những cái người này rất là những cái người rất là thành công và người ta có cái nhìn trong cuộc sống, người ta có kinh nghiệm trong cuộc sống, nên khi mà là mình được làm quen với lại những cái khách hàng như thế này á, người ta chia sẻ với mình về cái kiến thức trong cuộc sống của người ta, cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm trong cuộc sống á, thì cũng giúp đỡ được cho Hana nhiều lắm đó. Nên là đây là cái video clip mà chúc Tết mọi người. Hình như là từ hôm Tết giờ là không có cái video clip nào chúc Tết mọi người hết trơn á, thì đây là một cái video clip trong năm 2024 Hana muốn gửi đến cái lời chúc Tết của Hana đến cho tất cả những cái cô chú anh chị em và tất cả những cái bạn bè, những cái người khách hàng của mình hoặc là những ai không phải là khách hàng mà đã theo dõi Hana cái kênh Hana Nguyễn Cuộc Sống Tại Đảo Síp lâu rồi đó. Thì Hana xin gửi đến mọi người là một cái năm mà thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui hạnh phúc, đó là điều quan trọng. Có sức khỏe, có niềm vui, có hạnh phúc thì đương nhiên cái may mắn nó sẽ đến với tất cả mọi người, và thêm nữa là mình sẽ được thành công trong cái mọi cái lĩnh vực mà mọi người đang hướng tới và mọi người mong muốn thì mọi người sẽ đạt được. Đó thì đây là cái video clip trong năm 2024 Hana muốn gửi lời chúc đến mọi người và Hana muốn truyền cái năng lượng tích cực cũng như là cái sự may mắn của Hana hiện giờ Hana đang có, hoặc là cái người ta gọi là cái thời của Hana đến á, người ta gọi là cái thời, thì mình cũng cảm thấy hình như là bây giờ là cái thời của mình nó đang đến đó. Thì mình nắm bắt cái thời cơ, nắm bắt cái cơ hội này và mình cũng muốn chia sẻ cái năng lượng tích cực cũng như là cái sự may mắn của mình lan tỏa đến tất cả mọi người. Ai những ai mà đang xem cái video clip này, có duyên hữu duyên xem cái video clip này thì tất cả mọi người đều sẽ may mắn được giống như Hana, thời của mọi người cũng sẽ đến được giống như Hana, sẽ kiếm được nhiều cái thành công trong công việc và kiếm được nhiều tiền để lo cho cuộc sống, lo cho gia đình,
đình, lo cho những người xung quanh. Đó, thì mình có điều kiện hơn nữa thì mình có thể làm những cái công tác thiện nguyện cũng đúng không? Hana thì cũng có làm công tác thiện nguyện, nhưng mà thật ra thì để so với những người khác á, thì mình không là gì, nên thường ở những cái công tác thiện nguyện đó thì Hana toàn là kiểu làm trong lặng lẽ không thôi. Đó, mình cũng chỉ là một cái con kiến, một cái hạt cát trong xã hội thôi, nên đó là cứ lặng lẽ mà mình làm trong cái khả năng của mình, trong cái thu nhập của mình. Thì lúc nào mình cũng nói là trong cái khoản thu nhập của Hana thì Hana luôn chia ra khoảng bao nhiêu phần trăm cái mức thu nhập của mình trong một năm để mình đi làm thiện nguyện á, mình giúp đỡ. Thì thường thì Hana tự đi giúp, thấy ai khổ hay khó khăn, bé nào kiểu gia đình khó khăn mà ham học thì mình nuôi luôn. Thì thật ra thì bây giờ mình đang nuôi mấy đứa luôn mọi người đó. Hana thì chưa có em bé nên là cũng ngày trước á, do là làm biếng đi học chứ không phải là đổ lỗi cho gia đình không có điều kiện mà không đi học, mà do là làm biếng đi học đó. Chứ khi mà lớn lên rồi thì mình mới phát hiện ra được là cái việc mà học hành á, nó rất là quan trọng, cái kiến thức nó rất là quan trọng cho cái chặng đường mà phát triển sau này. Nên đó là mình mong muốn là những cái bạn nhỏ bây giờ, mà những cái bạn mà ham học mà gia đình không có điều kiện để mà đi học á, thì Hana cũng mong muốn góp một phần để cho mấy bạn đi học. Thì có cái gia đình khổ quá thì bây giờ nói là không có lo được, nhưng mà tụi nó muốn đi học thì Hana nói ok, bây giờ cũng không có thể nào mà giúp được cái gì nhiều quá, nên là bây giờ đứa nào còn đi học thì mình sẽ nuôi cho nó đi học, đến khi nào mà nó không còn đi học nữa thì thôi. Đó, thì Hana cũng nuôi mấy đứa vậy đó, thì thấy cũng vui, mọi người thấy tụi nó ham học đồ này kia thì mình cũng cảm thấy là vui hả. Thì cũng chỉ là một cái gì đó nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà mình cũng cảm thấy kiểu khi mà mình làm ra cái gì mà mình giúp đỡ được cho người khác bằng chính cái khả năng của mình đó thì mình thấy vui nha. Đó, nên đó là Hana muốn truyền cái năng lượng của mình đến cho tất cả mọi người, ai mà hữu duyên hoặc là bạn bè của Hana xem cái video clip này thì mọi người sẽ có được cái năng lượng này và sẽ thành công trong năm 2024 nha. Thì bây giờ thì Hana xin phép chào tạm biệt mọi người. Thì cái video clip hôm nay thì chỉ có nội dung là muốn chúc Tết và chia sẻ cái niềm vui, cũng như là chia sẻ về cái đà phát triển trong cái công việc của Hana hiện giờ thôi. Anh chị nào mà đang đang có nhu cầu mà muốn tìm hiểu về đảo ship, muốn tìm hiểu về việc mua bất động sản ship để lấy thẻ thường trú nhân để định cư ship, thì mọi người có thể ask về cái thông tin Zalo của Hana trên này, Telegram, Viber của Hana trên này, thì Hana sẽ tư vấn trực tiếp cho mọi người, cũng như là gửi cho mọi người những cái bất động sản mà phù hợp với gia đình của mình thì Hana sẽ gửi cho mọi người. Thì Hana ít khi nào mà đăng mấy cái bất động sản đó lên trên cái trang cá nhân của mình hoặc là đi quay để quảng cáo hết đó. Nên là khi mà anh chị nào mà liên hệ với Hana thì Hana sẽ gửi trực tiếp và sẽ giải thích cho mọi người, note cho like đỏ cho mọi người là cái bất động sản này điểm mạnh điểm yếu như thế nào, phát triển như nào, không phát triển. Thật sự thì có nhiều cái bất động sản khi mà Hana gửi cho khách hàng, Hana nói luôn là cái này nó không có phát triển đâu, nhìn nó như thế này thôi, tiền anh chị bỏ vô nó như này, nhìn thấy là trước mắt thì nó rẻ thiệt, nhưng mà cái hướng phát triển của trong tương lai của nó không có. Nên là có gì mình nói đó kiểu vậy, mình chia sẻ cái thực tế đó đó, nên thành ra có nhiều người thích Hana lắm. Nên nếu mà anh chị nào mà đang có nhu cầu mà cần tư vấn về việc mua bất động sản để lấy thẻ thường trú nhân ship và sang định cư ship, hoặc là mua để lấy thường trú nhân thôi chưa có muốn sang định cư, thì mọi người cũng có thể nhắn tin về cho Hana để Hana tư vấn cho mọi người đó. Thì bây giờ thì Hana xin kết thúc cái video clip này ở đây, và rất là cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm theo dõi tất cả những cái video clip của Hana, và đã yêu thương Hana và đã đồng hành cùng Hana suốt mấy năm khi mà Hana làm cái kênh YouTube này, cũng như là cái công việc mà tư vấn định cư bán bất động sản ở ship đó. Bây giờ thì Hana xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video clip tiếp theo nhé. Bye bye.